Ruby và CEO sẽ thử thách 24 giờ xây 1000 bậc thang Núp và Bro. Siêu an toàn trong Minecraft. Bậc thang của Núp hay là bậc thang của Bro? Bậc thang nào sẽ là bậc thang xịn và đỉnh nhất? Và các bạn cũng đừng quên là hãy chấm điểm cho bậc thang của mình và CEO xem ai là người xây đỉnh và VIP Bro nhất nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với em một câu nghe. Ngày hôm nay em với anh sẽ xây 1000 bậc thang siêu an toàn. Dạ. Ê, sao em là chủ video, em phải là người la, tại sao lại la vậy? Anh la để cho có không khí. À, đó, anh muốn chọn Núp hay là Bro? Anh hãy chọn đi. Tất nhiên là xây Núp sẽ xây ít 7 hơn là xây Núp. Ôi, Núp của em đi ra. Ôi, cái tao chọn xong thì mày nhìn Núp chắc tao quýnh mày quá. Anh thì bắt đầu bây giờ. Anh thì em thích được làm Núp được không? Vậy thôi nay với em đổi. Nay anh với em đổi đi. Em sẽ làm Bro, anh làm Núp, ok chưa? Ok. Ngày hôm nay các bạn sẽ được chứng kiến thấy là mình xây Bro tới cỡ nào. Bây giờ là em với anh là sẽ trong cái 1000 mặt hang này, em với anh là sẽ xây một tầng là một là nhiều 7000 đấy, để xem coi ai sẽ là người vượt qua. Và cái tầng cao nhất sẽ là cái tầng phần thưởng nha anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 4 4 28 8 28 trên đây 42 42 trên đây nữa anh. Nghe mày hát ra mày. Ở làm gì hả? Tao đếm bậc thang có 56 bậc à. Ủa vậy hả? Thì chắc là trong cái phần tính toán của em đã xây sai rồi. Em xin lỗi được chưa? Em xin lỗi. Đó, được chưa? Xin lỗi mà còn được chưa? Học đôi nói hết đi vậy. Ta hết trẻ được không? Anh mất cười anh quá à. Không. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây. Bây giờ xây đồ không? Ê, sao bên cái tầng của anh nó toàn hú vật không vậy? Bởi vì anh là một con người yêu thiên nhiên, ghét sự hận thù và đặc biệt rất thích thú vật. À, ok em hiểu rồi. Bây giờ em anh xây nè, em anh xây đua nè, xem ai sẽ là người. Còn Ruby là một con mèo đần độn. Vô duyên. Các bạn đừng gọi là Quỳnh mèo, các bạn hãy gọi là Quỳnh búp bê. Tại anh vô duyên quá à. Các bạn biết không, mình tên Quỳnh đó các bạn, mà CEO có hai gọi mình là Quỳnh búp bê hoài, tức ghê luôn á. Ê luôn à, mắc bế vậy anh gọi em Quỳnh búp bê hoài vậy? Tại mày là Quỳnh búp bê. Vô duyên. Tao Quỳnh gì kể tao đi. Trời ơi, anh mắc cười anh quá hả? Chờ đi, anh sẽ thấy cái bẫy của em siêu ghê gớm luôn, ok. Thôi em cũng chờ đi, em thấy cái bẫy của anh siêu Núp luôn, ok. Trời, xong rồi, chết em rồi. Một pha sai lầm, tại sao tôi lại làm rơi cái cát dưới đây chứ? Trời ơi là trời. Chết rồi, em say mà em làm rớt cát dưới đây. Mẹ em dạy. Em biết gì luôn? Hả? Thật ra cuộc đời em là chuỗi ngày sai lầm nữa, chứ không cần chờ tới giờ đâu. Ủa làm gì? Thì tại vì mày là sai lầm thẳng rồi. Ê vô duyên, anh nói chuyện kỳ cục quá à. Giận ngang, con người cũng biết giận ngang. Vậy cô biết giận hả? Mới biết. Em là em biết giận ngang, đừng chọc ngang. Quả báo sẽ là tới rất là sớm với anh hiểu không? Cô gu giờ tới gu quả báo luôn hả? Tất nhiên rồi anh, em dạo này em còn không được bình tĩnh như xưa nha. Em là hơi bị ghê gớm nha. Anh coi chừng á, anh coi chừng nha. Đúng là Quỳnh búp bê. Đó. Em qua đây làm gì vậy? Em nãy giờ là không đụng độ gì cái qua gì của anh luôn á, mà anh cho anh cứ đi. Anh có làm gì em đâu. Anh làm... anh đi qua đây anh phá của em phải không? Anh đi qua đây anh phá của em phải không? Anh nói đây. Ây ơi, đừng có đụng vô của người ta nữa. Ây ơi, anh đi ngủ rồi. Đương nhiên người ta đang chơi thử thách mà anh bắt người ta đi ngủ. Từ từ, bây giờ anh chuẩn bị là không thể nào mà vượt qua được cái bẫy của em. Anh chiên nổ
nhỏ này. Ui sợ quá, sợ quá, sợ quá, kệ em chứ. Anh không thể nào mà vượt qua được cái hữu hết cái bẫy của em được. Tuy là nhìn nó hơi núp vậy thôi, chứ cả nó núp là nó không có núp đâu, ok. Nó siêu núp rồi. Không, tại vì hôm nay là em đã được gắn cái mác là bờ rồ rồi, nên là anh không thể nào mà chơi lại được em đâu, ok. Nhưng em cũng không thể nào tránh khỏi được cái sanh danh dự là núp chừng tồn, núp chỉnh cũ. Làm gì có, bây giờ người ta đang xây từ từ, anh mất cười anh quá, để người ta xây, để người ta tập trung xây, ok. Không, trời, bờ rồ là không cần tập trung vẫn xây được. Dạ, em không phải bờ rồ à. Không qua phá nha, anh đi qua phá đập lóc hoài của em đi, nghỉ chơi luôn, không chơi nữa. Em nhắm em nghỉ chơi được anh đâu, em dám nghỉ chơi anh sao? Không, em nghỉ chơi được anh đó thì sao nào? Trời em chứ. Vô gì? Mày nghỉ chơi rồi đứa nào lỗ biết liền. Rồi nghỉ chơi anh rồi em cô đơn em buồn á. Đúng vậy. Giờ em với anh nè, em với anh nè, ai là người thắng người đó sẽ đi bao trà sữa, ok? Bao trà sữa hả? Gu có tiền mua trà sữa hả? Ok. Không, em lục bóp anh, em lấy tiền uống trà sữa, anh sợ gì? Không, như mày quê tao nó xích hết rồi đó. Ê, nói là chó hả? Đúng à. Thôi đi, bây giờ anh chuẩn bị xem cái bẫy các lời đáng sợ của em nè, ok? Bẫy của gù dù có khó cỡ nào cũng không đáng sợ, bởi vì gù là núp. Anh mắc cười quá, cái bẫy của em hơi bị ghê bờ rồ nha. Bẫy của em là bây giờ là anh không thể nào mà chống cự được nổi đâu á, nói thiệt. Vẫn là núp. Chờ đây, đây các bạn, đây, đây giờ mọi người phải xem cái bẫy của mình. Ai, si gồm sao vượt qua được các bạn. Đấy, cái mình đã bên bờ rồ là mình phải làm bẫy bờ rồ, các bạn hiểu không? Trời ơi, dâm ba. Gù bị núp. Ê, vô duyên nha, nãy giờ không đụng chạm anh gì anh nha, ok. Núp Gooby. Thì ok, không không sao, tại cái tên núp là cái tên của em chứ hồi nãy em không có núp, anh hiểu không? Đúng vậy, nên từ nay chúng ta hãy gọi Gooby là Gooby Goo. Gì kỳ vậy? Thì mày kêu mày không sợ tên núp rồi tao kêu mày Gooby Goo. Vô duyên. Đó, bây giờ là mình sẽ xây dưới này nè, nhưng mà mình lại không biết dùng đá đỏ nên là mình sẽ... À không, mình sẽ không cầu cứu Ro được, tại vì bây giờ Ro mà biết thì cái bẫy của mình chả còn lợi gì nữa rồi các bạn. Đây là mình sẽ cố gắng, mình sẽ tập làm đá đỏ. Ấy, dù mình không biết thiệt nhưng mà không sao, không sao cả. Dù Ro có làm đá đỏ bờ gồ đến mấy thì Ro vẫn núp. Núp hả? Đúng vậy. Vậy thôi, anh hãy để cho em tập trung nè, ok nè, 1, 2, 3, tập trung. Thôi anh thua rồi, nói chuyện tiếp. Không, không thích nói chuyện với anh. À, các bạn thấy chưa, đó, bẫy của mình sẽ làm khúc này là Ro sẽ không thể nào mà đi được ngay khúc này ấy. Và Ro sẽ bị hỏi ba vô mấy cái gai này và Ro sẽ mất máu từ từ. Trời ơi, không minh đột xuất luôn ba. Rồi, bây giờ là cái bẫy tiếp theo. Và cái bẫy kế tiếp của mình, mình sẽ làm một cái tơ nhện nằm đây. Trời ơi, cái này thì chắc chắn là anh Ro là anh cũng kiểu là biết rồi. Đó, mình sẽ làm dày đặc luôn các bạn ơi, để cho Ro không thể nào mà vượt qua được. Chứ mấy lần trước mình nghĩ là Ro vẫn vượt qua được nha các bạn. Ok, mình sẽ chơi Play, mình sẽ không nhìn vào của Ro nha các bạn. Này, mình sẽ xây lên cao này, mình nghĩ là chắc cũng không cần xây cao đâu các bạn. Tại vì cái này mình chỉ cần đi qua thôi là được ấy. Đây, cái này ông sẽ phải đi qua chậm từng cái này đó. Ok. Cái này chắc chắn mình biết một điều là Ro sẽ qua được, nhưng mà cái này sẽ là dễ nhất các bạn. Mấy cái kia là mình sẽ làm khó hơn đó. Và nếu mà trong quá trình này các bạn có thấy là mình đã pro lên trong cái việc mà làm bẫy thì các bạn hãy nhớ bình luận và đánh giá mình nha các bạn ơi. Đó, và hãy nhớ hướng dẫn mình làm những cái bẫy nào đó thật là thú vị hơn nha. Đó. Đây. Còn bây giờ á là bây mình vẫn mình đang cố gắng là nâng cấp những cái bẫy của mình. Thực ra mình biết là mình có nâng cấp hay không, nhưng mà đôi lúc mình cảm thấy là mình làm bẫy bắt đầu bẫy gờ lên các bạn. Trời ơi, dù mình biết cái bẫy này Siro sẽ qua được, nhưng mà cái bẫy kế tiếp thì Siro sẽ không qua được đâu các bạn. Và các bạn biết không, cái bẫy kế tiếp mình sẽ làm một cái bẫy mà phải kiểu là phải đón bò các bạn. Đây, cái này là Siro phải vượt qua được cái tơ nhện nè. Đấy, ok, cái bẫy kế tiếp là bây giờ là Ro phải đón được cái nào là bơm tin nè. Không, đây, cái này là Ro phải đạp qua cái này đây. Mình sẽ để mấy cái này đây. Đấy, ok, mình sẽ để từng cái đây luôn nha các bạn. Và đà, bây giờ là mình đã để được là những cái lốc này rồi. Đây, các bạn sẽ thấy là thế nào là bro. Đây, mình sẽ để vô trong đây. Đây, từ từ, mình sẽ để một cái trong đây này. Đó, và các bạn biết không, khi mà mình sẽ đặt một cái hàng, một cái lốc hàng ở đây. Đó, mình sẽ chấm vào. Đấy, và nó sẽ bay chúng mình đây này. Đó, ok. Đây, và mình sẽ để một cái đây nữa. Đấy, ok các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy không, bây giờ là mình sẽ là đặt mấy cái bàn mấy cái đàn này vô. Đó, là ai, ai, ai. Mình
bấm nhầm các bạn ơi. Đây, đây mình sẽ đặt lại nè. Đấy, và tôi sợ chắc chắn là CEO ảnh sẽ đi, ổng sẽ đi cái đường ở ngoài anh em, nên là tôi phải đặt một cái máy thổi gió vô. Nếu mà ổng có đi thì ổng sẽ bị thổi giờ. Trời ơi, tôi quá khôn luôn các bạn ơi. Đó. Ok, mình sẽ đặt một cái máy thổi nè. Đấy. Và cái máy thổi này là CEO không thể nào mà qua được luôn các bạn. Đấy, ok. Mình sẽ đặt một cái máy thổi đây nè. Đấy, trời ơi. Và tôi đã, các bạn thấy không, đã cho tôi làm mấy cái kiểu mà map bro như thế này là tôi phải làm bro. Tôi không thể nào mà làm núp được các bạn ạ. Đấy, làm núp là bị chửi. Đúng vậy, tôi mà làm núp là tôi bị chửi các bạn. Là người chửi đầu tiên là Chigo, và người chửi kế tiếp là có thể là mấy bạn. Ok, được rồi. Đấy, tôi sợ bị chê lắm. Làm bẫy là mình không làm được ôn về các bạn. Đấy, làm là phải đầu tư như vậy đó. Đó, khi mà mình bước vô là cái máy hỏi này nó sẽ hỏi nha các bạn. Đấy, trời ơi, quá là đầu tư luôn các bạn, thấy chưa. Kiểu này mà không đầu tư là không lấy tiền luôn các bạn ơi. Đây, và mình sẽ đặt thêm một cái bộ lắp nè. Đó, đặt thêm vài cái lóc kim cương nằm ở đây. Bây giờ CEO là chắc cũng đang xây rồi đó, nhưng mà thôi kệ ông đi, mình không quan tâm nữa. Bây giờ mình sẽ xây cái phần kiểu cho mình thật là bro các bạn ơi. Tại vì tôi rất là sợ ổng sẽ ăn gian lắm. Đấy, ông sẽ đi tìm mấy cái mẹo chơi là các bạn thấy không, ổng là chúa chơi dơ luôn các bạn. Đấy, mình là cũng chơi dơ đấy, nhưng mà mình không chơi dơ bằng ổng thôi. À, ok, đây, ok, mình sẽ đập để mấy cái đá đỏ đây, đó. Để mấy cái quạt đây hách Sigo qua được luôn các bạn. Trời ơi, game như thế này là quá dễ luôn. Đây, tôi sẽ đặt mấy cái lóc mà chặn ở đây, tôi sợ. Ổng là con người bám tường các bạn ơi, tôi rất là sợ luôn. Ok, đây tôi sẽ đặt mấy cái lóc mà chặn ở đây. Đấy. Đó, cái bẫy bờ rồ của mình là Zoro không thể nào mà vượt qua các bạn ơi. Và cái bẫy kế tiếp rất là đơn giản luôn các bạn, đó chính là vẫn là đạp luôn nha các bạn ơi. Đó, cái bẫy này mình chơi hơi ác các bạn ơi, nhưng mà không sao. Chơi với Zoro là phải chơi khó, đã là bẫy bờ rồ là chúng ta phải đầu tư các bạn hiểu không? Đấy, từ từ. Đây là mình sẽ để là một vài trái TNT đây nè các bạn. Đó, mình sẽ để là bất kỳ TNT, và CEO là phải tìm được là xem chỗ nào là chỗ có TNT và chỗ nào là chỗ không có TNT thì CEO mới vượt qua được nha các bạn. Đó, đây mình sẽ để là random ngẫu nhiên luôn. Cái trò này làm sao mà roll qua được các bạn ơi. Trời ơi, game này hơi khó, quá là khó luôn các bạn. Đấy, vậy là các bạn đợi một tí nha, để mình đặt hết mấy chỗ này nha các bạn. Tại vì cái thời gian mà mình đặt cái này nó rất là lâu luôn các bạn ơi. A few moments later. Đó, và bây giờ là mình đã đặt được cát ở trên đây rồi. Đây, các bạn có thấy không? Đó. Ok, là bây giờ là mình sẽ đặt là mấy cái lóc kim cương nằm đây nha các bạn. Đây. Làm sao để vượt qua cái bẫy này thì còn lâu mới nói nha các bạn ơi. Đó, bây giờ tôi sẽ đặt là cái lóc cát nằm đây nè. Đấy. Trời ơi, TNT thế này làm sao mà grow biết được các bạn. Đó, ok. Và còn lại thì mình sẽ đặt những cái lóc mấy cái lóc mà kiểu đập này nha các bạn. Đây, mấy cái đập này nè. Này. Đó, để cho grow không thể nào mà phân biệt cái nào là TNT các bạn. Đấy, trời ơi, game này khó với Ro luôn các bạn ơi. Trời ơi, quá trời khó luôn đấy. Làm sao mà qua được các bạn. Đã là cái thử thách bộ Ro của mình đấy, cái 1000 bậc thang của mình, làm sao mà qua được các bạn. Trời ơi, tăng 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 tăng. Đây là cái bẫy của mình các bạn ơi. U là trời, các bạn thấy chưa. Đó, ui rồi ơi, đấy là cái bẫy của mình. Đó, đây là mình đã xong thêm cái tầng thứ 2 rồi. Đây, và mình sẽ đi qua cái tầng thứ 3, và cái tầng thứ 4 là cái tầng cuối cùng luôn nha các bạn. Đó, và khi mà tới cái tầng thứ 3 này, mình sẽ xây một cái tượng đây nha các bạn. Đây, mình sẽ xây một cái lóc tường nằm đây nè. Đó, ok. Đây, mình sẽ xây một cái lóc tường nằm ở đây, để mình có thể là kiểu mình sẽ để là giống như là kiểu tìm cần gạt vậy đó các bạn, để coi cái CEO có thể tìm được không. Nhưng mà tôi phải để cái cửa cái đã các anh em. Tôi sẽ để một cái cửa sắt, nó sẽ nằm như thế này đi. Đấy, ok, la luôn. Ngu là trời ơi. Đó, và cái cửa sắt này nó sẽ hướng qua đây. Này, và chết cha rồi, trời ơi, cái cửa sắt này nhầm rồi anh em ơi. Đấy, ok, cái cửa sắt này mình phải để như thế này. Mình, nếu mà mình phải để thêm cái lóc nằm trên đây nữa thì mình mới qua được các bạn. Đó, chứ không là không qua được. Đây, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, ok. Bây giờ tôi sẽ phá cái cần gạt, và tôi sẽ làm là mấy cái hùng này. Đấy, và mấy cái hùng chít này nè, tôi sẽ mở, tôi sẽ làm một cái cần gạt như các bạn. Đấy, ok, và tôi sẽ giấu cần gạt ở trong bẫy CEO kìa. Trời ơi, đây mình sẽ làm một vài cái cần gạt, một cái vài, một đống cái hùng nha các bạn, là nó sẽ trải dài khắp miền đất nước luôn anh em ơi. Đấy,
tôi sẽ để một cái cần gạt nằm đây đi. Đây, ok. Đó, một cái cần gạt nằm đây cho Shigo tìm luôn các bạn ơi. U là trời, làm sao mà qua được cái bẫy của mình đó. Và tới cái bẫy cuối cùng để có thể mà lên được vinh quang thế giới, nên là tôi sẽ quyết định là làm một cái bẫy phải nói là cực kỳ là bơ gồ luôn các bạn ơi. Đây, nhưng mà trước tiên thì tôi phải xây cái hàng rào các bạn, tại vì các bạn biết một điều gì không? Phải để cái hàng rào á thì là kiểu là Shigo ổng hay kiểu bắt cua hay là các thứ lắm các bạn. Trời, tôi sợ cái vụ đó lắm. Nên là tôi phải làm xây hàng rào cho cái cẩn thận cái này. Đấy. Và cái trận đấu cuối cùng thì tôi sẽ cho Shigo phải là đi tìm này và đi kiểu sao ta, đi kiểu đấu đó, đấu với tôi. Đấy, trời ơi, tôi sẽ cho ổng chiến đấu với tôi các bạn ơi, để có thể mà giành chiến thắng. Khi mà ổng chiến đấu thắng được tôi thì ổng sẽ lấy được cái chìa khóa và mở được cánh cửa. Ok. Đó cũng sẽ là cái cánh cửa sắt thần kỳ của đô game mỏn nha các bạn. Đó, hay ok đó, mình sẽ để cánh cửa sắt như thế này này. Đấy. Ok là luôn. Trời ơi. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi các bạn ơi, tôi không thể nào mà làm cứ đánh boss mãi vậy thì nó chán lắm các bạn. Bây giờ là tôi sẽ làm là kiểu một cái con gì đó. Ví dụ như đây mình sẽ tìm một cái con gì đó, mình có thể làm một con vật đó các bạn. Và một trong những con này thì sẽ có một con, nó sẽ đưa một cái chìa khóa nha các bạn. Đó, nó sẽ đưa cái chìa khóa cho mình. Đó, bây giờ mình sẽ để là những cái con NPC của mình, đó là Ruby TV. Trời ơi, nick Ruby đấy. Và mình sẽ cho Roll để đánh bại mấy con này, để có thể mà tìm, để xem coi con nào sẽ là giữ chìa khóa các bạn đó. Trời ơi, nó bờ rồ tới như vậy là phải quá tuyệt vời rồi các bạn. Đây, mình sẽ để một đống con đây nè đó. U là trời ơi, cho Roll đánh mỏi tay luôn các bạn ơi. Đấy, là mình sẽ để một con bất kỳ những anh em. Đây, mình sẽ để một con này đi. Đây, Shigo sẽ không biết được cái con này, mình sẽ để cái con này đó. Ok luôn, u là trời. Và mình sẽ để một cái góc bên đây. Đây, một cái góc bên đây, Ro sẽ kiểu để một cái kiếm nè. Đó. Đấy, mình nghĩ là cái cây kiếm này không đủ để kiểu mà Ro làm á, nhưng mà như đây đủ rồi các bạn. Ok. Và cái màn cuối cùng, khi mà có thể mà để qua được cái này á, giết được cái con quỷ này các bạn, đánh được cái con này nè. Đấy. Đánh được cái con nào ta? Hình như là con này thì phải, từ từ đây, như là cái con này nè, đó. Thì mình sẽ hiện ra được một cái cần gạt này đấy. Và cái cần gạt này sẽ mở được cái cửa này, và cái cửa này sẽ lên được đài vinh quang thế giới các bạn. Trời ơi, cái đài này là cái đài vinh quang thế giới của tôi luôn. Đấy, bây giờ là mình sẽ xây cái đài vinh quang thế giới của mình nè. Đấy, ok. Như là Shigo xây xong thì mời Ro đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Đó, nhưng mà thôi kệ Ro đi, bây giờ là mình sẽ xây cái đài vinh quang thế giới của mình. Đấy, một cái sự dành cái sự chiến thắng nếu mà ai vượt qua được cái bẫy này của mình. Đó, nếu các bạn thấy video này hay và mình làm bẫy đó bằng Ro lên thì các bạn hãy nhớ là đừng quên là bình luận và đánh giá cho mình để xem coi cái bẫy ngày hôm nay mình xây có bờ Ro hay không nha các bạn ơi. Ok. Bây giờ là tôi sẽ xây cái chỗ để ngồi nè nè. Nhìn nó kiểu cũng không bờ rồ mấy các bạn. Đấy, xây cái chỗ để ngồi như thế này để cho nhìn nó xịn hẳn. Đây, ok la luôn. U là trời ơi, nhìn như là cái đỉnh vinh quang thế giới luôn ba. Đó, nhìn là biết là con nhà giàu rồi, kim cương rồi, hoa lá hẹ rồi, các thứ luôn các bạn ơi. Đây, ok. Mình sẽ để thêm là mấy cái kiểu mà kế bên xung quanh này, các thứ này nhìn cho nó ngầu một tí các bạn. Đó, trời ơi, ngầu liền luôn. Đó, mình sẽ để một đống quà phía sau đây nữa. Trời ơi, nhìn như thế này là quá chất chơi rồi các bạn. Đây, đây, trời ơi, u là trời ơi, tôi sẽ để thêm một cái ghế ngồi ở đây nữa nè. Đấy, mình sẽ để một cái ghế, khoan từ từ. Tôi sẽ kiểu làm mấy cái món quà phía sau đây nữa để nhìn cho nó đặc biệt các bạn ơi. Chứ mà không có mấy cái này làm sao mà đặc biệt được. Đó, này tôi sẽ để một đống quà nằm đây nè. Này, ok luôn. Trời ơi, để coi coi nếu mà vượt qua được cái map của mình thì Shigo, kể cho em coi Shigo có thể là nhận được quà hay là không nha các bạn. Không thì Shigo nhận được cái nịch. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, bây giờ là tôi sẽ lấy thêm cái ghế các bạn. Đâu rồi, cái ghế của tôi đâu rồi, đây. Cái ghế nhìn cho nó sang tí, nhưng mà thôi, sang gì tầm này nữa các bạn ơi. Đó, ghế thì nó chỉ có nhiêu đây thôi các bạn. Đấy, ghế thì nó chỉ sang có nhiêu đây thôi. Thấy là xong được cái sự chiến thắng của mình rồi đó các bạn. Trời ơi, đấy các bạn không? Sự chiến thắng vinh quang độc lập đến từ vị trí này thì nó quá là tuyệt vời rồi, chứ làm sao nữa các bạn. Đây, ui trời, tôi đập nhầm cái này rồi, phía sau rồi ba. Đây, ok, đó, đấy, trời ơi. Ok các bạn ơi, bẫy của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi kêu Shigo để coi cái bẫy của Shigo như thế nào. Và mình và Shigo sẽ solo xem bẫy ngoài hơn ai nha các bạn. Còn bây giờ thì đi kêu ủng hộ chứ sao nữa. Đấy rồi, quý vị ơi, quý vị hãy tập trung coi cái phần hay nhất trong cái video lần này. Ok, ở sau anh chuyển em lên từ từ. Nghe này. Vậy.
Đâu, đây đây. Anh xây xong chưa, đâu, đâu. Rồi, anh xây xong trước em lâu lắm luôn á. Đó. Đâu, ok, để em chơi coi, để xem coi như thế nào. Cái bẫy đầu tiên của anh xem coi có núp hay không. Ủa, bẫy gì đây? Đó, đây là bẫy rồi, là bẫy trong bẫy. Em ngon, em đi qua đây. À, cái này là đụng vô là em bị dính phải không? Trời ơi, đụng dễ. Đụng vô em niệm luôn á. Đâu, dễ, trời ơi, dâm ba mấy cái này anh thấy không? Này, đây em chơi cho anh xem này, dễ. U là trời ơi, nè, đó. Ê! Ê, cái này không tính nhân ba. Ê, chơi kỳ nha, này anh chơi kỳ nha, không tính nha. Ê, người ta đang đi đàng hoàng nha anh. Anh sống vậy anh. Ơi, anh đi gian. Anh đi gian cái. Trời ơi, em đang chơi mà anh cứ đứng anh keo mà. Đi lên mày. Đi lên. Đây, từ từ. Em là người chơi nha, anh đừng có mà cứ xúi người ta hoài nha. Con người ai cũng có sức giới thiệu nha. Bực mình nha. Ai đi gian. Đi lên. Sắp tới nơi rồi. Rồi game dễ vậy. Đó. Trời ơi, cái bẫy đầu tiên mình đã vượt qua của Ro rồi các bạn ơi. Đúng rồi, là nấp. Rồi, bẫy thứ hai. Đó. Rồi, cái bẫy thứ hai. À, nấp. Ê, nhưng mà tại sao lại để cái cây như này. Trời ơi, dễ. Đây. Ờ. Vô. Không sao. Mất máu đi được qua. Đó. Ui giời. Bơ. A. Bơ. U. Mình đã vượt qua được cái bẫy của Sigo rồi các bạn ơi. Nhìn ngay lên luôn. Rồi, bẫy tiếp theo nào. Đủ đi giờ không? Bẫy tiếp theo đâu? Bẫy rồi bị khó luôn á, em phải vô xem mở xong rồi em bấm cái nút. Đúng rồi. Ok. Đây. À. Ê, đâu? Ủa? Gì kì vậy? Ê, gì kì vậy? Đồ núp. Ủa? Là sao? Bẫy gì kì vậy? Đồ núp. À, em hiểu rồi. Đây. Cái bẫy này. Không in. À, bên kia có cái gì? Bên đây có cái gì? À, ủa? Ê, là anh chưa xây. À, vậy. Gì kì quá à. Chơi kì vậy. Ơi. Từ. Ê, cái bẫy này sao chơi? Ê, không chơi độc nha. Ê, anh bị bên núp là anh ghét phải không? Hả? Anh nói đi, anh cho anh đứng bên núp là anh ghét em. Ê, đau. Từ. Thôi, đi gian đi, em chơi. Rồi, ok. Ok chưa? Ê, thôi. Anh chỉ chạy tới thôi, bạn không cần phải sợ, đúng không? Sợ chứ, anh. Bây giờ anh đi, anh đứng nhìn em. Anh đứng nhìn em. Ok chưa? Ok rồi. Đó. Mệt quá à. Sao không chơi? Ê luôn. Ê. Ủa. Cái lóc này sao không nhảy? Từ. Nhảy được. Em qua nè. À, cô yêu bạn ơi. Mình đã qua được cái step thứ hai rồi. Trời ơi. Nhảy đi mày. Kỳ cục quá. Trời ơi, đó các bạn ơi, mình đã qua được cái step thứ hai rồi. Trời, game mà dễ nãy giờ là CEO anh rất là mất thời gian em vô. Anh làm em rất là mất thời gian. Khúc này mà em đạp, lỡ đạp vô một cái là niệm luôn là không về đích được luôn à. À, cái này là chơi là phải vậy phải không ạ? À. Ê, kỳ quá vậy. Từ, đâu. Ê, rồi mất cái đường rồi sao mà đi mà. Trời, em hết về đích được rồi, là em thua rồi. Ê, mất cái đường này, trời, tôi xin game mod 1 để tôi lấy đất để tôi làm nha. Không, mà bây giờ em mất cái này là em thua rồi, em đụng vô một cái thôi, đã nói rồi, đi cẩn thận, không chịu. Nhưng mà cái này là anh đẩy em phải không? Không, anh đẩy em đâu, anh bay từ xa mà. Không biết được, anh... Ê, đừng, trời ơi. Thôi, thề nha, anh là anh đáng ghét lắm nha. Từ em sẽ game bớt bột lên nè, em sẽ đi qua xem anh thế nào. Để coi cái dạo này anh còn sống khỏe không. Đâu, qua đây. Đâu. Đi qua đây, anh bắt cầu ra đi. Định nè. À, hiểu rồi, cái này là em tới chiến thắng rồi phải không? À, rồi, hiểu rồi, trời. Các bạn á, các bạn nào mà xem thấy được cái quả bẫy của Sigo, cái bậc thang siêu an toàn của Sigo có an toàn hay không thì các bạn hãy nhớ. Ây da. Ê, đáng ghét lắm mọi người.
Bây giờ em anh phải đi qua đây, em đang nói chuyện với bạn fan. Bây giờ tới lượt anh. Tới lượt anh phải đi qua cái bẫy của em. Ok. Bẫy của Lô đâu? Bẫy của Lô đâu? Để coi bẫy của Lô ghê gớm đến mức nào. Rồi, đầu tiên bước lên bẫy em đi anh. Đó. Bước lên bẫy em rồi à. Đâu cái bẫy em ghê gớm. Đây. Trời, xương rồng hả? Dăm ba xương rồng này. Ai ạ? Trời ơi, dăm ba xương rồng. À, rồi. Qua cái bẫy mù quạt này đi anh. Chơi đi anh. Ôi, em để mấy nút này gì vậy? Ủa? À, trời ơi, đợi mấy nút kích hoạt quạt mà để có cái nút này sao kích hoạt quạt được mà. Ủa? Chết rồi các bạn ơi, mình. Chết, ai em chỉ là để nhầm. À. Ôi, trời ơi. À, ghê. Rồi, tới bước tiếp theo lên đi anh. Rồi, qua cái này đi đây. Trời ơi, tơ nhện hả? Cái này là lâu lắm luôn rồi đó Gu. Dạ, thì tơ nhện là cái gì vậy? Rồi, anh bước vô đây. Úi đó, trời. Nè, làm sao? Cái này là gì đây? À, cầu lửa. Trời ơi, dễ. Trời. Cái này nhìn quen quá ta. Cái này nhìn quen quá ta. Hình như mấy cái này là 200 bắp cua nè. Tiền tiền đúng không? Không phải. Anh cái gì? Anh cứ đi đi rồi anh biết. Đi đi. Ủa? Ủa sao đi dễ quá vậy? Bởi vậy mới kêu em dù có say bên rồi thì em vẫn là nước hơi gu à. Rồi ok, rồi tới cái bàn này hãy tìm chìa khóa đi anh. Em hắt anh tìm được chìa khóa của em, ok. Rồi tìm chìa khóa đi anh. Trời ơi làm sao? Đâu? Ủa gì nhanh vậy? Rồi không rồi, sao. Rồi chìa khóa định rồi. Ủa sao? Tôi biết ngay là tôi biết ông bám tường lên mà. Trời ơi ok. Gì đây? Ôi. Ôi. Lên đi anh. Bây giờ gì đây? Bây giờ là anh phải tìm cần gạt để anh giết mấy con này. Anh phải giết mấy con này mới tìm cần gạt được, anh hiểu không? À. Rồi đánh đau không? Đánh đau không? Ấy. Ghê không? Ghê không? Đau nè. Đau nè. Ủa. Đau. Ê, xin lỗi mày. À, quay mày. Ê, chơi vậy cũng được luôn hả ba? Sao à, được. Ủa, chơi vậy cũng được luôn hả? Xuống dưới mày. Yeah, lên rồi. Ủa, gì kỳ vậy? Ê, khoan, đợi sao trên đây còn đông quá ta? Rất đông luôn anh nha. Trời ơi, đã khó, cực kỳ khó mà anh. À, anh sao dụ được mấy đứa này anh? Sao dụ được? Không, yên tâm, anh chơi được. Tôi biết ngay ông bán tường mà. À không sao, em còn rất là nhiều binh đòn trên đây, hack anh chơi được, ok. Ủa ok, anh làm gì vậy? Hả? Anh làm gì vậy? Sao mà đỡ được? What? Ủa cha. Ê khôn như vậy. Chơi hay vậy? Khôn mới là anh của em chứ anh không khôn sao anh là anh của em vậy? À được, ok rồi, bây giờ anh sao đây, chơi được với mấy con này không? Dầm bà mấy con này. Úi dồi ôi. Ủa sao đánh gì đánh lượt luôn vậy? Hay vậy? Trời ơi, cây kiếm mà đánh một lần đánh hết. Đánh lan mà em không biết cây kiếm đánh lan hả? Ôi mới biết luôn á. U là trời ơi. Mày hả Ruby? Quýnh trước cái mỏ mày. Tán cái mặt mày. Mày tát cái đầu. Ê anh tính là anh quýnh NPC sao anh đi chửi em gì kỳ nha. Gì kỳ cục quá. Ai biết NPC này là skin của mày hả? Rồi ok rồi, bây giờ anh chơi được mấy đứa này không? Ui rồi ơi. Mày. À hiểu rồi, rồi còn bao nhiêu, lên luôn mấy em. Lên luôn. Chơi anh Go đi mấy đứa. Chơi anh Go đi. Mày chơi, thích chơi. Chơi anh Go đi mấy đứa. Chơi đi. À rồi coi Go có dám qua được cái nhận này. Bây giờ còn rất là nhiều người ở đây nè. Anh có qua được hay không? Đó là điều quan. Hình như mày làm bị lỗi rồi, nó có mấy con màn hình nè Gu ơi. Ủa vậy hả? Như nó có mà mày làm bị lỗi rồi. Quê. Cái gì em mày làm bị lỗi hả? Sao, dù nó có lỗi hay không thì anh vẫn đi được. Ê gì kỳ vậy, sao nó cũng qua được hay vậy? Chơi kỳ vậy ba. Gì kỳ vậy? Yeah. Ôi ôi, bẫy màu đồ của anh của đâu đấy hả? Mật thang màu đồ của đâu đấy hả? Úi dồi ôi, mật thang màu đồ nút quá.
Gì kì vậy? Trời ơi các bạn ơi, thấy tôi biết ngay Sigo là thánh chơi dơ luôn mà làm cái gì cũng phải làm gì cũng chơi mẹo. Chơi dơ nha, cái này là người ta là áp dụng rồi, là cái lỗi của em nha, là em làm lỗi thôi, em kêu chơi dơ nha. Trời ơi các bạn thấy chưa đó. Rồi các bạn ơi, nếu mà các bạn đã xem tới video lúc này rồi và các bạn hãy nhớ chấm điểm xem bậc thang an toàn của ai là sẽ là bro hơn nha các bạn ơi. Đó, giữa Nấp và bro ai sẽ là người hơn? À, mình trong vai bro nhưng mà lần này tôi biết tôi có bro không, vậy Sigo vẫn đang ngồi đánh kìa. Đó. Còn bây giờ thì mình chúc mừng cuộc chiến cái video này. Nếu có video này mình like share mình like đi luôn. Còn bây giờ thì hẹn gặp video ngày mai nha. Anh ngừng đánh được rồi đó anh. Kết thúc clip rồi. Cắt xe 50 nè, cắt xe tiền cắt xe nè anh. Anh mày, ơi. Mày không thích bát cho nó mỏ mày. Mày. Anh ơi. Tiền cắt xe 1 viên kim cương nè anh. Rồi hết clip rồi. Mày. Đúng là con người đáng ghét. Còn bây giờ bye bye anh em nha.